Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Anh Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu lên dâng hương. Ông Trần Thế Thành, các bạn ủng hộ 2 triệu đồng.
ông Nguyễn Công Trường ủng hộ 5 triệu đồng, hợp tác xã nông nghiệp ủng hộ 500.000 đồng, anh em công tác tại huyện ủng hộ 2 triệu đồng, gồm đồng chí Dũng, đồng chí Liêu, đồng chí Thúy, đồng chí Hải, đồng chí Thuận, đồng chí Hà và đồng chí Vân, đồng chí Thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bình mẹ thế mà chưa ông nào được 1 triệu. Chính thức là được 1 triệu. À, chính thức là 1 triệu. Cái này là ấy gì? Samsung gì ấy? Đây rồi, quá rồi.